Dạ, xin chào tất cả quý vị và khán giả. Hôm nay Bất Động Sản Cần Giuộc Long An xin giới thiệu một miếng đất thổ cư, sổ hồn riêng, sổ thời hạn lô ly tọa lạc tại Kế Mỹ, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An. Đây là con đường quốc lộ 50. Hướng này mình đi thẳng là về ngã tư chợ Trạm và về thị trấn Cần Đước, và hướng ngược lại là về thị trấn Cần Giuộc. Đây, hướng này mình lên thị trấn Cần Giuộc và trung tâm hành chính của thị trấn Cần Giuộc 2 km, và mình rẽ tay trái là về thành phố Hồ Chí Minh. Còn đường trước đất của mình là con đường mặt tiền đường Lương Văn Bào, tọa lạc tại Kế Mỹ, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An. Đây là con đường nhựa nha, Lê Lương Văn Bào, trọng tải 2,5 tấn ha quý vị, cự ly rất là gần. Bây giờ mình review cho cô chú anh chị xem, từ quốc lộ 50 mà mình review vào tới miếng đất 800 m. Rồi bây giờ mình review cho cô chú anh chị xem nha. Đây là con đường mặt tiền đường nhựa Lương Văn Bào nha quý vị. Nè, xung quanh là nhà cửa đông nha, đó, nhiều tiện ích nha, đèn đường nè, camera an ninh đầy đủ nha quý vị. Khu vực này là mỗi một ngã ba và ngã tư đều có camera hết nha quý vị. Đây, trước mặt mình có camera an ninh nha. Đó, đây là cái ngã ba nè. Khu vực này rất hò hốc, có tiềm năng nha quý vị. Đó, xung quanh là nhà cửa đông nha quý vị. Từ quốc lộ 50 mà mình kiều yêu vào tới đất là 800 m nha. Cự ly rất là gần. Đèn đường, camera an ninh, cơ sở hạ tầng đầy đủ nha quý vị. Đầy đủ tiện ích. Nè, mình tới đất mình nè nè. Cự ly là rất là gần nha quý vị. Đây, con đường là con đường đất mình là con đường bê tông 4 m. Đây, con đường này con đường bê tông, chạy vô rẽ trái 50 m là tới đất của mình rồi. Đó, đây là đường mặt tiền đường nhựa Lương Văn Bào ra quốc lộ 50, 800 m. Tới ngã ba này quẹo chạy vô là tới đất mình 50 m, cự ly rất là gần. À, xung quanh là nhà cửa đông nha, nhiều tiện ích nha quý vị. Đường thông nha. Đây là con đường mình đi thẳng, rẽ tay phải là ra ngã tư là quốc lộ 50 nha, cầu Cần Giuộc. Đó, đường thông nghe quý vị. Đất thổ cư, sổ hồn riêng, sổ thời hiện lối đi luôn nha. Qua nhà hàng ok. Khu dân cư hiện hữu nha quý vị. Khu vực này mình chỉ còn là này duy nhất. Mình hôm nay mình giới thiệu cho cô chú anh chị đầu tư. Rồi, mình chạy vô nè. Đây, mình chạy vô tới đây. Mình rẽ cả là tới đất liền nha quý vị. Đó, tới đất mình liền. Cự ly rất là gần. Đó, đường trước đất của mình, đường của đất trước đất của mình là đường bê tông 4 m. Đó, xe hơi 4 chỗ 7 chỗ là ra vào thoải mái nha quý vị. Đó, đó, ở đâu ngoài đó là đường mặt tiền Lương Văn Bào đó nè, cho quý vị xem luôn đó, Lương Văn Bào nha. Rẽ vô đây, quẹo đây, tới đất, cự ly rất là gần. Rồi, mình xin giới thiệu nền đất thổ cư của mình cho quý cô chú anh chị xem. Đây, đất của mình là đặc biệt là cắm cọc, xây một hàng gạch, ranh giới rõ ràng cho cô chú anh chị xem. Đây, từ hàng gạch ranh giới bên này, qua hàng gạch ranh giới bên này, ngang 4m1, dài 25 m. Full thổ cư, xây dựng tự do, đầu tư ok nha quý vị. Đây là nền của mình. Ở bên đây mình còn nền nữa, nhưng mà nền này không bán. Mình giới thiệu nền này cho cô chú anh chị xem. Tọa lạc tại Kế Mỹ, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An. Đường trước đất là đường bê tông 4 m, xe hơi 4 chỗ 7 chỗ ra vào thoải mái. Cách quốc lộ 50 800 m nha quý vị. Full thổ cư ha, xây dựng tự do, đầu tư ok luôn.
giá bán là 970 triệu, bao giấy tờ công chứng nha. Bao giấy tờ thế công chứng luôn nha. Mình xin nhắc lại, thổ cư sổ hồng riêng, sổ thể hiện lối đi ngang 4m1, dài 25, giá bán 970 triệu, bao giấy tờ thế công chứng. Tọa lạc tại Kế Mỹ, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An. Đường trước đất là đường xa hơi 7 chỗ, ra vào thoải mái. Cách quốc lộ 50 800m, cự ly rất là gần, khu dân cư hiện hữu, đèn đường camera an ninh đầy đủ nha quý vị. Đây. Rồi, mình xin nói một lần nữa để mình kết thúc video luôn. Nền của mình là nền số 4 và kế bên là nền số 5. Nền số 5 hiện giờ đã có chủ mới. Còn nền số 4 mà hiện giờ mình đang kêu giá bán 970 triệu nha. Rồi mình xin kết thúc video luôn. Cảm ơn tất cả quý vị và khán giả trong nước và ngoài nước luôn ủng hộ kênh và xem kênh của Bất Động Sản Cần Giuộc Long An. Xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Quý vị nào chưa đăng ký kênh, nhớ đừng quên đăng ký để nhận thông báo video tiếp theo cũng như là giá cả thị trường của Bất Động Sản Cần Giuộc Long An. Xin kính chào quý khách. Xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Xin chào.